Máy ép cảm biến S150, máy ép cảm biến S200 có gì đặc biệt? Tất cả sẽ được tiết lộ ở trong video này. Ngọc Nga xin kính chào quý vị và bà con. Tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, giảm chi phí giá thành chăn nuôi, làm cảm biến tại nhà đang trở thành xu hướng đối với các hộ chăn nuôi. Trong đó, hai dòng sản phẩm máy ép cảm biến S150 và máy ép cảm biến S200 do công ty Bình Minh sản xuất đang là sự lựa chọn hàng đầu đối với quý vị bà con. Và ở video ngày hôm nay, Ngọc Nga sẽ giúp quý vị có cái nhìn rõ ràng hơn về hai dòng sản phẩm này, cho quý vị có được sự lựa chọn phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của mình. Xin mời quý vị hãy cùng đón xem. Hai dòng sản phẩm mà Ngọc Nga muốn giới thiệu tới quý vị ngày hôm nay đều là những dòng sản phẩm ưu việt thuộc dòng máy chế biến thức ăn chăn nuôi do công ty Bình Minh sản xuất đang được bán chạy nhất trên thị trường hiện nay. Giúp quý vị bà con tận dụng nguồn phụ phẩm sẵn có, dư thừa trong nông nghiệp, tiết kiệm thời gian công sức mà vẫn làm ra những viên cám chắc mịn đầy dinh dưỡng cho vật nuôi. Máy ép cảm biến S150 và S200 có thể ép đa dạng các loại nguyên liệu từ dưới dạng bột cám cho đến nguyên liệu thô như ngô hạt, đỗ tương, thóc hay nguyên liệu tươi như rau cỏ, cua, cá, ốc. Ở video ngày hôm nay, Ngọc Nga đã có chuẩn bị các loại nguyên liệu thô tươi sẵn có tại địa phương với tỷ lệ phối trộn nguyên liệu thô chiếm 85% và nguyên liệu tươi 15%, đảm bảo độ ẩm từ 10 đến 20% để sử dụng với hai dòng máy ép cảm biến. Và đặc biệt, kỹ thuật viên sẽ cho cả hai máy chạy cùng một lúc để cho quý vị có thể quan sát kỹ hơn. Và hiện tại, kỹ thuật viên bắt đầu chuẩn bị cho chạy thử hai dòng máy, máy ép cảm biến S150 và máy ép cảm biến S200, cho quý vị sẽ càng hình dung hơn về sự khác biệt của hai dòng sản phẩm này. Máy ép cảm biến S150 sử dụng động cơ 3.5 kW cho nguồn năng suất từ 100 đến 150 kg trên một giờ. Còn dòng máy ép cảm biến S200 sử dụng động cơ 4.5 kW cho nguồn năng suất từ 150 đến 250 cân trên một giờ. Máy ép cảm biến S150 sử dụng nguồn điện dân dụng 220V thích hợp với mọi nông hộ. Còn dòng máy ép cảm biến S200 sử dụng nguồn điện 3 pha 380V là sự lựa chọn lý tưởng cho các trang trại quy mô nhỏ lẻ, gia đình. Hai dòng sản phẩm máy ép cảm biến S150 và S200 có kích thước khác nhau, cho nên mọi linh phụ kiện đi kèm theo máy cũng khác nhau, đặc biệt là hai mặt sàng của máy. Mặt sàng của dòng sản phẩm máy ép cảm biến S200 có kích thước đường kính 20cm, còn dòng máy S150 có kích thước đường kính là 15cm. Đây chính là yếu tố quyết định về năng suất của máy. Vì vậy, trong cùng một quy trình làm việc, cùng một vòng quay, lượng cám máy S200 làm ra sẽ cao hơn hẳn so với S150. Và quý vị có thể điều chỉnh độ dài của viên cám từ 0,8 đến 2cm bằng dao cắt cám. Đối với máy S150, dao cắt cám nằm ngay trước cửa xả. Còn máy S200, dao cắt cám nằm ở dưới mặt sàng. Quý vị điều chỉnh dao cắt cám trước rồi mới lắp mặt sàng vào máy để sử dụng. Đi kèm với mỗi máy, quý vị có thể lựa chọn một mặt sàng để phù hợp với vật nuôi nhà mình. Mặt sàng có độ dày khoảng 2cm, được tiện CNC từng mắt sàng. Công ty có đa dạng các loại mặt sàng có kích thước khác nhau từ 2 ly cho đến 8 ly để quý vị lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình. Viên cám được làm ra nhờ máy ép cảm biến của công ty Bình Minh. Quý vị có thể trực tiếp cho vật nuôi ăn ngay hoặc đem đi phơi sấy khô, đóng bao để bảo quản lâu dài. Với dòng sản phẩm máy ép cảm biến của công ty Bình Minh, quý vị hoàn toàn có thể làm kinh doanh cám tại nhà, đem đi bán cho bà con ở xung quanh. Tận dụng những nguồn nguyên liệu sẵn có, giảm chi phí giá thành chăn nuôi, tiết kiệm thời gian, công sức, mua với mức giá tốt nhất trên thị trường, chính sách bảo hành và chăm sóc khách hàng tốt nhất. Tất cả đã khiến hai dòng sản phẩm máy ép cảm biến S150 và máy ép cảm biến S200 trở thành mặt hàng bán chạy nhất trên thị trường hiện nay. Vâng, và thông qua video vừa rồi, Ngọc Nga hy vọng đã đem lại cho quý vị những cái nhìn rõ ràng hơn về hai dòng sản phẩm này, khiến quý vị có thể đưa ra sự lựa chọn phù hợp nhất với nhu cầu của mình.
Vậy quý vị còn chần chờ gì nữa mà không nhanh chóng đến với công ty Bình Minh có địa chỉ tại 249 Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội để cùng trải nghiệm mua sắm và sở hữu ngay cho mình hai dòng sản phẩm siêu tiện ích này. Mọi thắc mắc cần được tư vấn giải đáp, quý vị vui lòng để lại số điện thoại ở phía dưới phần bình luận. Nhân viên tư vấn của công ty sẽ ngay lập tức liên hệ tư vấn cho quý vị. Và video của chúng ta đến đây là kết thúc. Ngọc Nga buộc lòng phải nói lời tạm biệt với quý vị. Ngọc Nga xin chúc quý vị chăn nuôi thuận lợi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.